Bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người á, hả, là sửa cái clip, và ngoài ra là thêm chữ vô cái clip nha. Ví dụ giống như là mình đã quay xong một cái clip rồi, mình vào khách khúc, mình vào chỗ dự án mới, mình chọn một cái clip mà mình cần chỉnh sửa nè. Hôm nay mình sẽ bàn về từ trường mang tên Thiên Y. Mình muốn cho mà nó có đầu tiên đó là mình muốn ví dụ như là lúc mà mình quay á, nó có quá nhiều tiếng ồn, nó có quá nhiều tiếng ồn thì bây giờ là mình sẽ cho nó giảm cái phần tiếng ồn, biết vào cái hình và kéo phía bên cái thành dưới á, kéo qua trái có chịu giảm tiếng ồn, biết vào bật lên và cái phần Hôm tiếng ồn nay của mình mình sẽ sẽ bàn giảm. về từ trường mang tên Thiên Y. Ngoài ra cái giọng nói của mình á, cái giọng là sẽ có thể đổi được nha, bấm vào chữ kế bên là trình thay đổi giọng nói nè, nhớ là chọn những cái mà không có chữ rồ nha, có chữ rồ là sẽ tốn tiền, bình thường thì em hay chọn cái chữ mít không này nè, nó giọng có Hôm cái nay giọng mình sẽ bàn về từ trường mang tên Thiên Y. Thiên Y thuộc ngũ à. hành thổ. Cái này là cái phần mà cho nó giảm tiếng ồn, thứ hai nữa là sẽ có chữ chạy, sẽ có chữ chạy là mọi người đều thấy chữ văn bản không, bấm vô phụ đề tự động mình tạo là nó sẽ chạy ra hả, là cái phụ đề khi mà mình đọc á, nhưng mà này sẽ có lỗi chính tả nên mình sẽ sửa lại. Hôm nay mình sẽ bàn về từ trường. Đầu tiên là mình sẽ đổi cái phông chữ trước nè, viết vô cái hàng đó, bấm vào chữ phông cách, phông chữ, chọn cái chữ nào mà mình thích, ví dụ như nếp gấp đi, xong bây giờ mình sẽ chọn màu thì hả mình bấm cái chữ chữ phông cách nè, đây là có những cái màu nè, chọn màu hồng, và bây giờ mình sửa lại cái chữ, tại vì hả máy nó chạy mà nó sẽ sai, lúc mà nó sẽ sai thì nó không có chữ đi qua gì hết á, cái phần này là mình phải chịu khó mình sửa lại. Hôm chữ hả chữ ngũ hành mà nó đọc là chữ năm nữa nè, nó sẽ sai rất là nhiều nhưng mà ít nhất là nó sẽ đỡ cho mình. Ngũ hành thổ gồm những con số sau đây: 1, 3. Phần này là nó sai tùm lum là mình sửa lại hết. Ngoài ra thì hả là cái chữ nó chạy là một chuyện, bây giờ mình sẽ làm cái tựa đề cho nguyên cái clip này. Cái này tựa đề là bàn về từ trường Thiên Y nha. Đó, mọi người thấy cái thanh ở dưới nè, có chữ A cộng lớn nè, thêm chữ vô. Đó, từ trường Thiên Y. Vẫn chọn phông chữ cho nó đẹp. Và cả cái phong cách cần chọn. Để màu hồng rồi bây giờ để màu xanh đi, màu là nói nổi đó, cái vụ gì đi ha, để kéo lên kéo làm sao này, để ý nha, để ý cho hả hai hai cái chữ đừng có chồng lên nhau nha, đó rồi cái chỗ mà từ trường Thiên Y ở thanh dưới nha anh, mọi người kéo ra, kéo dài dài ra, kéo cho tới cuối clip, nếu mà nó Còn tới dài dòng này quá nè đạn. cắt bỏ cái phần dư. Mọi người á là liếc vô cái phần cái hàng cần cắt nè, cái ở dưới á có chữ tách, bấm vô chữ tách rồi xóa đó, xóa khúc đó đi, xong ngoài ra cái hình của mình là mình có thể chỉnh nha, mình có thể chỉnh cho nó bự nó nhỏ nữa, liếc vô cái hình kéo bự nhỏ vậy nè, kéo đặng cho che cái logo chẳng hạn, hay là bây giờ mình ngồi mà không ngay á thì mình chỉnh qua trái qua phải cho nó đúng vị trí. Hôm nay mình sẽ bàn về từ trường mang tên Thiên Y. Thiên Y thuộc ngũ hành thổ. Gần Rồi
Sau khi xong vậy thì mình xuất ra, xuất là cái dấu mũi tên phía trên nha, phía trên góc góc phía này làm góc phải, vậy là xong. Hôm nay mình sẽ bàn về từ trường mang tên Thiên Y. Thiên Y thuộc ngũ hành thổ, gồm những con số sau đây: 1, 3, 3, 1, 6, 8, 8, 6, 4, 9, 9, 4, 7, 2 và 2, 7. Đặc tính của từ trường Thiên Y là từ trường phúc báo và khai mở trí tuệ. Tài vận thuộc bát phương tám hướng, đại tài, chính tài, nguồn tiền rất là minh bạch. Nguồn tiền kiếm được sẽ là nguồn tiền minh bạch, đại diện cho sự giàu có, sung túc, thịnh vượng, nhiều tài phú, nhiều tài trời phú, dễ trở thành lãnh đạo. Và nếu kết hợp với từ trường tốt, hôn nhân của từ trường Thiên Y là chính là đào hoa chân chính, gắn bó rất là ngọt ngào. Tính cách thì thiện, tính cách của người có từ tính cách thì rất là thiện lương, lòng dạ khoáng đạt,